Hỏi được 6 câu hỏi cho Phương Hằng. Nếu như em có quay lên thì quay không thì chị đọc câu hỏi cho. Dạ chị đọc dùm những cái câu hỏi để hỏi CEO Nguyễn Phương Hằng. Rồi, okay. Dạ. Chị là Vương Thành Hà Nội, sinh năm 1970. Có em Thanh Xuân cũng ở Hà Nội, sinh năm 1972, có câu hỏi với chị Hằng như sau, bởi vì không tới trực tiếp được. Là chị Hằng quất ai cũng được, ai sai thì chị quất, vì chị đã nói ra. Nhưng em và tất cả những người yêu mến chị mong chị bớt bớt lại trước công chúng. Mấy cô ở Bình Thuận hả mấy cô? Trời ơi, quyên một đoàn này là mình ở Bình Thuận không hả? Dạ. Trời ơi, mấy cô hôm nay tới Đại Nam gặp cô Hằng hay sao mấy cô? Mấy cô đi tham quan hay là mấy cô lên đây muốn gặp cô Hằng để nói chuyện? Gặp cô Hằng. Nói chung là đi tham quan. Dạ. Đi tham quan đâu cho thích nhang cho gia đình. Dạ. Hôm nay lỡ như mấy cô gặp được cô Hằng à, mấy cô vui không? Sao các cô kỳ vậy? Lâu mình tới đây mình gặp cô Hằng phải vui chứ sao cô? Sao gặp được ông Minh Tuệ thì được. Dạ thầy chứ không có lên đây đâu. Thầy giờ thầy ẩn tu rồi. Đi vô tất nhiên cho đừng. Trời ơi. Mấy cô hỏi nha, bà ơi, chào mấy cô nha. Mấy cô đi chơi vui vẻ nha mấy cô. Hỏi cô gặp cô Hằng à, mấy cô có vui không? Cô nói ơi, vui gì đâu vui. Phải gặp thầy Minh Tệ mới vui. Là mấy cô này đang dạ bên phòng vé bên đó. Mấy cô này chắc cũng đang buồn về lời nói của cô Hằng ha cô chú anh chị. Nên bây giờ nói tới cô Hằng mấy cô không được vui. Mấy cô nói được gặp thầy Minh Tệ ở đây thì ok. Còn gặp cô Hằng là mấy cô không ok ha cô chú anh chị. Thì chiều nay sẽ có một câu trả lời của cô Hằng ha cô chú anh chị. Câu trả lời của cô Hằng nói về thầy Thích Minh Tuệ ha. Thì bây giờ ai cũng đang trông mong là chiều nay được gặp cô Hằng. Cô Hằng sẽ xuất hiện để có câu trả lời xứng đáng cho thầy Minh Tuệ nha cô chú anh chị. Thì hôm nay Bùi Hải sẽ cập nhật tới chiều luôn. Cập nhật tới khi nào mà gặp được cô Hằng và cô Hằng nói sao về thầy Minh Tuệ, Bùi Hải sẽ cập nhật cho bà con cô chú anh chị mình xem ha, coi cô nói như thế nào ha. Cô Hằng nói như thế nào về thầy Minh Tuệ chiều nay nha cô chú anh chị. Ông bà cô chú anh chị nhớ thương Bùi Hải, nhớ ủng hộ kênh Bùi Hải với kênh Hải My 14 nha. Hôm nay Bùi Hải sẽ đăng hai kênh để cho bà con cô chú anh chị mình xem ha. Đăng hai kênh thì nó được nhiều thông tin hơn xíu ha cô chú anh chị. Còn một kênh thì đăng nhiều khi không kịp. Đó, bà con bây giờ đang chuẩn bị mua vé để vào bên trong ha.
Bữa nay là khá là đông luôn cô chú anh chị ơi. Hôm qua thứ bảy cũng vắng, nhưng mà hôm nay chủ nhật là ngày chánh ha cô chú anh chị. Với lại hôm nay là ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam nữa cô chú anh chị ơi. Nên hôm nay bà con đi du lịch cũng một số bà con đi du lịch đi chơi, chơi lễ. Với có một số bà con cũng đi vào Đại Nam để muốn gặp được cô Hằng, để nghe những lời cô Hằng nói về thầy Minh Tệ nó ra sao, như thế nào ha cô chú anh chị. Mà cũng chưa biết là chiều nay là cô Hằng sẽ khen hay là chỉ trích sư Minh Tệ nữa cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ mình ông bà cô chú theo dõi Bùi Hải Vlog ha. Bùi Hải Vlog sẽ cập nhật thông tin chính xác nhất. Giờ tới chiều khi nào mà gặp cô Hằng, Bùi Hải sẽ cập nhật những lời nói của cô Hằng nói về thư Minh Tệ để cho ông bà cô chú anh chị mình xem ha. Lớp quy luật tự giữ tư can đề phòng kẻ gian lợi dụng bất cứ, xin nhắc lại lớp quy luật tự giữ tư can đề phòng kẻ gian lợi dụng bất cứ, xin cảm ơn. Đó, nói chung là hôm nay rất là đông. Rồi để mình đi qua bên đây nè. Đó, bà con đang vào bên trong nè cô chú anh chị ơi. Được 6 câu hỏi cho Phương Hằng. Nếu như em có bay lên thì dạ. Bay không thì chị đọc câu hỏi cho. Dạ chị đọc dùm những cái câu hỏi để hỏi dạ. CEO Nguyễn Phương Hằng. Rồi, okay. Dạ. Chị là Vương Thành Hà Nội, sinh năm 1970. Có em Thanh Xuân cũng ở Hà Nội, sinh năm 1972, có câu hỏi với chị Hằng như sau, bởi vì không tới trực tiếp được. Là chị Hằng quất ai cũng được, ai sai thì chị quất. Vì chị đã nói ra, nhưng em và tất cả những người yêu mến chị mong chị bớt lại trước công chúng, nói chuyện khiêm tốn một chút, đừng nói những lời thiếu tí nhị nữa. Em và mọi người cũng lo sợ cho chị. Đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi và một lời khuyên. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo cũng của em Thanh Xuân, Hà Nội. Chị có tình, có tiền, có địa vị trong xã hội và chị có rất nhiều người yêu quý chị. Vậy ngoài lúc làm việc để cống hiến giúp đời giúp người ra thì chị ngồi yên, chị nghỉ ngơi, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống giàu sang của chị mà rất nhiều người đã và đang mơ ước. Đó là câu hỏi thứ hai của em Thanh Xuân. Còn câu hỏi của chị Vương Thành, trong cuộc đời của Phương Hằng buồn nhất, vui nhất là khi nào? Câu hỏi thứ hai, nếu cho Phương Hằng có một điều ước thì Phương Hằng sẽ ước điều gì? Câu hỏi thứ ba, Phương Hằng có tất cả những gì mà rất nhiều chị em phụ nữ ước mình được như vậy, nhưng Phương Hằng đã cảm thấy hài lòng với hiện tại cuộc sống của mình hay chưa? Câu hỏi thứ tư, rất nhiều người bức xúc về một số người đã xúc phạm, vu khống, tấn công, đánh phá gia đình Phương Hằng cũng như khu du lịch Đại Nam và quỹ Hằng Hữu. Trong suốt gần 3 năm qua, hỏi Phương Hằng có suy nghĩ xử lý như thế nào về việc này đối với những người đã xúc phạm gia đình Phương Hằng và công ty Đại Nam. Đó là 4 câu hỏi của Vương Thành Hà Nội, sinh năm 1970. Và 2 câu hỏi của em Thanh Xuân cũng ở Hà Nội. Hỏi Phương Hằng. Dạ thưa chị, thì theo cái lịch thông báo của trên fanpage của Đại Nam thì tối nay chương trình sẽ diễn ra vào 5 giờ chiều nay. 4 giờ chiều là đón khách rồi. 5 giờ chiều là sẽ biểu diễn nghệ thuật rồi phát biểu của chị Hằng.
Thì cái vấn đề những giờ mà đặt câu hỏi đó sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ rưỡi và 8 giờ tối. Đúng rồi. Từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ tối lúc đó khán giả sẽ giải lao và chúng ta sẽ đặt câu hỏi với CEO Nguyễn Phương Hằng. Có thể là em nghĩ là bằng cách chúng ta có thể là chắc là phải ghi ra giấy hoặc là gửi câu hỏi trực tiếp qua một cái fanpage của Đại Nam. Thì trong cái quá trình giải lao đó thì nhân viên sẽ tổng hợp những câu hỏi đó và tới 8 giờ rưỡi là chị Hằng sẽ giải đáp những câu hỏi rồi. Thì nói chung thì có thể 6 câu hỏi của chị. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị ơi, xin hẹn bà cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà cô chú anh chị ạ.